là đơn vị được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chọn làm điểm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu năm 2020, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao cùng nhiều giải pháp lãnh đạo triển khai thực hiện sát đúng, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Ninh Bình đã đạt được những kết quả tích cực. Đảng ủy Quân sự thành phố đã ra nghị quyết chuyên đề về nội dung này và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn đơn vị, tập trung đột phá cao vào các vấn đề có tính then chốt như xây dựng con người mẫu mực tiêu biểu, thực hiện tốt các quy định về tổ chức biên chế, duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch. Đối với công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thì chúng tôi đã tổ chức đăng ký quản lý cái nguồn vào tháng 4 hàng năm, và trên cơ sở cái quản lý chặt cái nguồn thì theo dõi và bồi dưỡng cho cái lực lượng này. Nhất là trong các cái giai đoạn huấn luyện thì chúng tôi đã tham mưu cho Đảng ủy ban tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân cơ động, dân quân tại chỗ theo đúng cái kế hoạch của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được duy trì nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Trong đó, đơn vị tập trung duy trì nghiêm, nền nếp chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đoàn, tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Chúng tôi tập trung nâng cao cái nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong Đảng bộ quân sự và lực lượng vũ trang thành phố. Làm cho mọi từng cán bộ chiến sĩ có cái nhận thức rất đúng đắn về cái chủ trương rồi cái nội dung của chỉ thị, của các chỉ thị. Trên cơ sở đó thì từng cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực phấn đấu rèn luyện để xây dựng cái bản lĩnh chính trị vững vàng, và cũng là đòi hỏi mọi người phải có những cái việc làm thiết thực và đặc biệt chú trọng vai trò của cán bộ đứng đầu. Xác định nhiệm vụ huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là yếu tố then chốt, quan trọng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đơn vị đã có nhiều chủ trương, biện pháp, đồng bộ, thiết thực như tập trung nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường kiểm tra, hội thao, hội thi trong huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Do vậy, kết quả đều đạt 100% yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá giỏi, được đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng năm 2020. Thì chúng tôi sẽ tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các mặt công tác, đặc biệt là chúng tôi chú trọng vấn đề huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời năm 2021 chúng tôi sẽ tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ thành phố, nên cái việc kết hợp diễn tập gắn với xây dựng các công trình quốc phòng để phục vụ cho công tác tác chiến phòng thủ theo đề án 09 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra, đơn vị vẫn tiếp tục duy trì, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật, đáp ứng mọi yêu cầu của đơn vị, thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, bảo đảm quân số khỏe 99,8% trở lên, đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.